Hạt mưa đang chiếu dâng theo gió,
Yeah.
sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với anh điều gì để trong tâm trí em mãi phân vân một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần hay sống cho người thân và em giấu anh trong niềm bất chân.
Định giờ anh thao chiếc áo công nhân, xe về lúc 6 giờ chiều. Mưa ngang vai lạnh buốt tay chân, khiến cho đôi mắt mờ đều. Sợ trời khuya nên khá nhanh chân, túi còn vài trăm sắm không được nhiều. Chỉ vỏn vẹn hai phần cần ngon, mấy món em thích kèm ly bạc xỉu. Anh đâu cần kinh tế giàu to, bình dân cùng em mà sống. Ta kệ miệng đời họ cứ giằng co, tối về em nấu chén canh gà nóng. Anh không muốn trong căn nhà trống, thiếu em thì anh buồn xó. Mà dẫu biết đời mình khó mà cố, không tính là số mình cứ tiền lo. Giờ đã khuya em cần phải nghỉ ngơi, sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đọc xong và trang này nữa thôi, nhắm mắt lại đi mà tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây. Hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ và cũng đã già, sức khỏe cũng đã yếu, mẹ nhớ anh nhiều muốn mình về thăm quê. Đêm gần như ta chìm xuống giấc ngủ, nghe tiếng chuông nhà sau lòng trọc. Xôi đèn pha con mèo của hàng xóm giật mình trước cửa, từng xưa đang bật khóc. Và tôi điếng người mà nhìn cô hình hài sáng đó, tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như là ngày trước bên tôi em sống không đổi thay. Rồi.
gian bao nhiêu lần thế thái. Người ta thương.
Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Anh chịu hợp tác hay ta còn feel bad. Can you feel me?
bỏ quên từng con phố sau lưng nghe tháng năm dần trôi dù mùa thu lại qua tình yêu kia trôi xa nhưng chính anh nhận ra thế giới kia là em sẽ chẳng còn đâu xin em đừng đừng yêu thương còn phố
chơi bên nhau bỏ quên đi hết những bộn bề. Cánh phương hồng lặng rơi, ánh nắng chiếu qua từng cung đường. Dòng lưu bút ngày đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu. Ngày mai đã xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức thôi. Đừng chiều dòng chơi bên nhau bỏ quên đi hết những bộn bề. Cánh phương hồng lặng rơi, ánh nắng chiếu qua từng cung đường. Dòng lưu bút ngày đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu. Thank you.
thoáng qua bên nhau thôi mà. Tình yêu ấy đã đến vội vàng, vậy thì cũng không nên mang dài lâu. Mình xa nhau đi em để rồi, cũng không phải mang thêm bao muộn sầu. Một nghìn lý lẽ đây ngụy biện vì một lý do anh yêu người ta, và một câu em ơi dừng lại để giải thoát ngay trái tim sai lầm. Lặng im để cố gắng hàn lại, mà lặng lẽ anh yêu thêm một ai. Vậy thì thôi ta nên dừng lại, vì em cũng đã thương anh nhiều rồi. Cô sáng mắt mẹ